Hai chào bạn đã quay lại với channel của mình. Ok, quay lại với game Auto Chess Mobile nha. Ok. Vậy luôn. Ok, được luôn. Ừ, muốn sao chiều luôn. Trời ơi. Mình là dễ tính lắm bạn, mình là dễ tính lắm. Cho nên là muốn chơi, ok, chơi luôn, không có gì phải ngại hết. Khóa lại luôn. Trời, lên được 2 sao luôn mà. Bạn thấy không, mình nói với bạn rồi. Khi mà bạn chơi cái bộ nào nhiều á thì nó sẽ ra bài cái bộ đó rất là nhiều. À, và nó phù hợp cho lối chơi của bạn luôn. Thấy chưa? À, sau update là mình chơi có đúng 2 trận Goblin thôi đó nha. Mà nó ra Goblin nè, chất chơi không? Được nha. Được. 2 trận Goblin ra hẳn Goblin như vậy thì ok thôi, nói chung là ổn. Nói chung là ổn chứ không phải chứ không có gì. Nhưng mà nó phải cẩn thận nha bạn, tại vì mình sợ lừa lắm. Mà chơi game này, sợ nhất là bị game lừa. Mình riết mà bị ám ảnh luôn bạn. Riết mẹ bị ám ảnh luôn, bài nó ra gọi là rằng rằng luôn đó. Nhưng mà mình cứ sợ bị lừa. Mình cứ sợ là không biết là anh dày nó phải lừa hay không luôn. Riết là mình chơi mình không biết là sao, lúc nào lừa lúc nào không luôn á. Có nhiều pha kiểu như nó xoay trở 180 độ luôn để cái nó lừa mình. Đó. À, hơi chiếc đầu. Sao nó không ăn khớp gì hết bạn? Rồi sao nó không có ăn khớp gì hết vậy? Cho con Heaven Bomber 2 xong rồi nó cho cái gì đây? Chà, nhức cái đầu rồi nha. Rồi cho Heaven Bomber 2 xong rồi cho bài nó không ăn khớp vậy? Really? À, thôi kệ, lấy con Ormet này, nếu mà con Ormet này nó búp bên tiêu cho con Heaven Bomber thì ghê đấy. Ghê nha. À, cái đó là thôi vậy thì tao ăn cức rồi. Ormet này ngu học rồi. À, con Ormet ngu học vãi đái, búp cho con Heaven Bomber nó phải ngon hơn không? Thôi, búp cho con kia thì thôi, chịu rồi bạn, chịu. Cái này là không phải do mình mà do máy đó. Không phải do mình đâu, do máy đó bạn. Ô. Ba Goblin bắt đầu khớp rồi đó. Mình nói thẳng luôn, con Heaven Bomber 2 này mình chấp bên kia 4 con luôn. Mình chấp bên kia 4 con luôn, vả được luôn, lấy cục ma năng luôn. Lấy cục ma năng luôn, đưa cho Heaven Bomber luôn. Tất tài, chơi tất tài, không có ngại luôn. Bây giờ mình chơi có bài mà nằm nắm trong tay như vậy, mẹ khác nào nắm ban xì đâu. Nắm ban xì mà chơi theo kiểu mà cái dạng mà poker mà theo kiểu Mỹ đó bạn. Mẹ nắm ba xì mà là trùm con mẹ nó luôn rồi. Trời ơi. Vậy thì chịu rồi bạn. Cái này là mình nghĩ là vô ha, chấp luôn. Mình nói cái này bên kia nó ba con thôi, chấp nó bốn con luôn, mình vẫn ăn được bằng bình thường. Heaven Bomber nó càng con đông nó quýnh nó càng khỏe. Đấy. Được đấy. Bây giờ xoay cái nhẹ nè. Bán con này đi 4 tiền, xoay cái nhẹ bỏ hai con vào. Đó, bỏ hai con này vào. Vậy đi thôi cậy, để cái cục xoay đó nó hiệp sau xoay tại hết con mẹ nó tiền. Rồi hết mẹ nó tiền mình tự mình xoay cái mình không đủ tiền up cấp thì thôi, nó lỡ cỡ. Như vậy thì cũng được, nói chung như vậy thì không có gì ngon, nhưng mà chủ yếu là hạn chế mana bên kia. Với lại búp cho na bên búp mana cho team mình, vậy là được rồi. Rồi vậy là được rồi bạn ha. Hạn chế mana bên kia, đừng cho con mana bên kia nó quá đáng mày ha. Đấy. Trời ơi, bắn tuốt luốt đằng sau mà cái con Trần Dần đứng tuốt luốt ở góc bàn cờ mà nó vẫn kiểu như là mẹ tên lửa tầm nhiệt nó tới nơi luôn bạn. Ba trái liên tiếp luôn, như vậy thì ông cố ơi mà chịu nổi. Osama Bin Laden vô lính Mỹ vô bắn có 2 viên là chết rồi. Mẹ này nó chơi tới 3 trái tên lửa thì thôi. Ai mà chịu cho nổi? Ai mà chịu cho nổi, mẹ nát mẹ nó hết con người. Ôi ôi, quá thật sự luôn. Mua con heo cà nai này dở quá. Chắc là mình không mua heo cà nai đâu, mình bán con heo cà nai đi. Mình mua con Lemon Visa vô mình thế cho con đời so nó ngon hơn. Đó, để vô thế cho con đời so, tại đời so nó búp mana thôi. Vô Lemon Visa vô nó giật một cái được lắm bạn. Giật một cái ổn lắm ạ. Mặc dù là con đời so nó hồi mana đó, nhưng mà cái mana con nó một sao hồi không có nhiều.
không có đáng để bạn sử dụng không? Con The Sword đánh tay sao làm sao bằng con Lemon Wizard đánh tay được? À, con Lemon Wizard đánh tay nè, giật xét là đánh tay nhanh hơn nè. À đó, đánh nhanh hơn nhiều, ghê chưa? Trời ơi, thôi. Này thì nè, ghê chua, có cái xoay nữa. Ba cái xoay rồi, mà chưa xài đúng không bạn? Trời ơi, tiền không có, cho nên xoay nó không nha. Quá vậy ta, quá vậy, what the fuck. Mẹ điên rồi, lỡ dại rồi, xoay pha này không đủ tiền mua nè. Con Agali này không đủ tiền mua, bác chắc là phải bán con Agency Ranger đi. Xong rồi mua con này vô. Human. À, human có sớm nha bạn. Goblin Human nghe hợp lý đấy. Goblin Human nghe rất hợp lý. Mà dáng này thua mẹ nó rồi. Đằng trước mình yếu quá, không chơi lại nó rồi. Con Fallen nó biến quỷ rồi. Ôi. Sao? Giật xét. Con ôi giật xét như vậy thì không ăn tiền bạn ơi. Ôi, tưởng thua nhưng mà ai giờ cũng ăn luôn. Ăn cũng được. Có một tiền. Ơi, ngại gì đâu bạn. Ê, cho thì ăn thôi à. Đời đưa mình đẩy mình không ngại. Ô. Không được gì luôn. Ơi. Mẹ lệch quẻ mẹ luôn, không lệch trệt bánh luôn, ra khỏi đường rầy luôn. What the fuck, không có dính dáng gì tới đội hình mình luôn. Hay thật. Mấy chơi chất đấy. Lâu lâu cái làm pha là mình mất tin tưởng vào cuộc sống luôn. Mình đang thấy bài lên rồi, mình xoay hai phát. Không có gì luôn. Xoay hai phát giống như là không xoay vậy đó bạn. Không có mua được bất cứ khỉ gió gì luôn. Xoay hai phát ít nhất ta cũng phải mua được con một tiền cũng được đi. Không mua được cái chó gì luôn. Hay thật. Hay. Ra bài theo kiểu mà không muốn chơi đúng không bạn? Ra bài theo kiểu không muốn chơi luôn. Ok. Nhưng mà ít tiền dữ ta. Mình có mười mấy tiền rồi, chó. Wow. Up cấp rồi, mua chó luôn chứ ha. Không mua thì tiếc, mà mua thì hơi tốn tiền. Ôi, Agali nữa mẹ, dở rồi. Lại tốn tiền nữa, ba tiền đó bạn, không giỡn đâu. Bán con này đi, mua con này vô. Khổ chưa, mình nói rồi. Cái số không tiền mà xài sang. Vừa up cấp mà vừa mua đội hình nè, bạn coi nhìn cái hàng dự bị coi là bao nhiêu tiền, bạn biết chưa? Nè, ba tiền là bao nhiêu rồi? Là bốn con ba tiền hả? À không, ba con ba tiền. Ba con ba tiền là 12 tiền, là 9 tiền đi, 9 tiền, 2 tiền. 2 tiền. 6 tiền nữa là 15 tiền. Hai con một là 17 tiền. 17 tiền trong dự bị nha, không hề tăng sức mạnh cho đội hình. Mẹ mày chết không? Không có tiền ăn mà mua vàng để nhà. Kiểu như đầu tư giai đoạn dài á, mẹ vàng mà rớt giá chỉ có ăn cứt thôi. Vàng mà rớt giá chỉ có ăn cứt thôi. Shit. Má xui dữ ta. Ra sách rồi nè, bây giờ mình cần tới 12 cuốn sách. Tính ra nếu mà cần thì 11 cuốn cũng được. Tại 11 cuốn mình có thể lo được, phải không? Lo được. Chứ còn 12 cuốn thì nó hơi khó hơn chút xíu. Nhưng mà tóm lại 11 cuốn là đủ rồi á. 11 cuốn là mình, nếu mà mình có trước hiệp thứ 10 á, là mình có thể chăm lo cho nó được. 11 cuốn sách thôi là mình được lên level 11. Trời ơi, sao không có đam vậy bộ? Tưởng nó thua quái à? Thôi không thua, hên quá. Con Lemon Wizard giật phát ăn tiền thiệt sự. Trời ơi, cái chó gì nữa vậy bộ? Điều thứ 10 có 12 tiền thôi. Hên quá, có cái chuỗi thắng chứ không là ăn cám rồi đó. Trời nữa. Con heo cờ nai này, tao không mua đâu. Mẹ mua về bỏ chỗ nào, hết chỗ rồi. Khổ lắm cơ á. Nè, Ripper lên 2 đi. Nè, Agali cờ nai lên 2 đi. Chó lên 2 đi. Cái gì cũng được, đừng cho thêm gì nữa hết á. Không có chỗ để, mẹ. Không có chỗ để. Khổ lắm. Khổ lắm nói mãi.
mẹ ta không có chỗ để mà cho thêm như vậy thì ông cố ai chịu cho nổi. Ôi đã hết tiền rồi mà cho mua thêm không, mà nó rồi cái hàng dự bị này nó có 8 con thôi, rồi mai mốt cho mình phải mua cái gói VIP là tăng thêm cái hàng dự bị mà lên 80 con. chứ mày mày chơi cái kiểu này thì đều để ở đâu cho hết, mà tiền dồn hết vô mua hàng dự bị luôn các bạn, giống như mua Gareth Bale để dự cho đi đánh gôn vậy, cho tôi đi đá banh. Vãi đái, vãi đái. Cố gắng nào. Hên quá, hên quá. Cái trận này ít thằng nào tích tiền, hay quá. Đi gọi là sao, đi sao mà về trước. Hợp lý là mình còn chuỗi thắng, là mình có thể nhiều tiền hơn tụi nó chứ. Thằng nhiều tiền là hơn nhất cái trận này mới có 22 tiền thôi. Mình 21 tiền. Ôi, tưởng là mình bị bỏ xa rồi đó. Mẹ mới hiệp 12 thằng nào cầm 50 tiền cái thôi nghỉ chơi. Thằng nào cầm 50 tiền nghỉ chơi mẹ luôn cho rồi. Ôi ôi cái chó gì nữa vậy. Mày xoay trong tuyệt vọng luôn bạn. Xoay đúng kiểu là xoay trong tuyệt vọng luôn á. Là mình chỉ muốn là tụi nó cho một con nào đó lên 2 sao thôi, cho nó trống ở bên ngoài bớt. Trống ở bên ngoài bớt. Nhưng mà nó cũng không cho luôn bạn. Rồi thôi kệ, tích 31 tiền. Lỡ mà có thua thì cũng không ngại lắm. Trời ơi, 6 Grenade thôi ăn lồn rồi. 6 Grenade mà 1 sao nha. Mà nó mạnh lắm đấy, 6 Grenade tại nó có cái siêu các bạn. Đánh không vô. Đánh không vô. Trời ơi, thua rồi. Thua. Vừa vô mình nhìn thấy 6 Grenade là biết thua mẹ nó rồi. Hay thật sự. Trời ơi. Giật xét mẹ không ăn tiền vậy bồ. Thôi. Ôi nữa. Bán cho nó trống bớt bạn, nó bí quá. Bán cho nó trống bớt, nó bí quá bạn ơi, bán lấy 41 tiền luôn, sẵn lấy 4 lãi luôn. Sợ thật sự. Sợ thật sự. Mình không hiểu luôn á. Mình không hiểu kiểu gì luôn á. Bây giờ là mấy đôi thông? 1 2 3 4 đôi thông rồi nha. Mà nó không cho con nào lên 2 sao hết. Bố mày lại mày luôn. Bố mày cũng lại mày luôn. Hay. Kiểu giống như là bây giờ là nó cho mình no hope luôn. Bây giờ đội hình vậy sao thắng được ta? Đội hình vậy sao thắng được ta bạn? Tụi nó giờ nó có Knight, cờ nũng rồi này hết rồi, mình còn chưa có Goblin 2 sao thì chơi kiểu chó gì. Thua. Trời ơi khổ lắm. Thì mình mời cứu anh này phát này em ơi. Thôi win rồi, hên quá. Heaven Bomber nó có cái siêu của, quên, nó có cái buff của Goblin. Hồi máu với lại tăng giáp. Giờ sao mày nghĩ mày ăn được tao? Giỡn hoài bồ. Mày lấy up Agali Knight lên. Mệt quá bạn ơi. Mệt quá luôn á. Để nó ở trong nó kín con mẹ nó hết hàng dự bị luôn. Mà nó không lên được. Trời ơi, già. Sáu human. Phải nghĩ tới sáu human để kiếm gì? Kiếm sách bạn. Mình kiếm đủ 11 cuốn thôi là được rồi. Mình không có cần nhiều. Mình kiếm đủ 11 cuốn sách thôi là đẹp rồi. Là lên được level 11 là ok rồi. Là ok rồi. Không có cái gì phải ngại hết rồi. Không có gì phải ngại. Lúc đó là chúng ta sẽ có một cái đẳng cấp khác biệt bạn không? Nhưng mà thua nữa, gặp này nữa thua hoài luôn á. Giết được 2 con đi em. Trời ơi. Thôi cũng được, giết được con nào 2 con đó. Mấy con kia cũng còn nhiều máu, nó phải nó giật trúng con thuyền trưởng hải quân là đẹp rồi. Ơi, đỡ tốn máu. Bạn thấy không? Cho chẳng tiền, xong cho mồi hai đôi thông nữa. Nó mồi con Heaven Bomber với lại con Sao Breaker nữa. Bạn thấy chưa? Máy đó, bạn thấy không? Nó chơi kiểu là đâm bảy sườn nghe không? Rồi mồi hai con đó giờ bạn bán hay là con nào, hay là bạn phải mua, hay là bạn xoay lúng tiền sao? Lúng tiền là dở rồi á. Lúng tiền là dở rồi. Giai đoạn này mình đâu có phải có chuỗi thắng ở đâu. Cho nên mình lúng tiền là dở liền, chứ không? Mình phải vững tâm mà. Mọi bỏ mặt mọi cám dỗ trên đời đi, không. Không là không. Cầm tiền trong túi lúc nào nó cũng an toàn hơn. Cho nên là mình không quan tâm.
không quan tâm thế sự nữa. À, cầm tiền trong túi cái đã, chút xíu nữa rồi về sau rồi mình tính sao. À, về sau rồi mình tính sao, chứ bây giờ thì chưa tính được gì hết, chưa tính được gì hết. Chỉ biết là thấy là hết tiền là dở liền, đúng không? Hay chưa, đúng không? Rút ra được chân lý liền, à, rút ra được chân lý là không xài tiền, à, cầm tiền trong người nó khỏe hơn. Để rồi rồng luôn nè, rồi Avenger luôn, quải đái vậy, chết cha rồi. Đã nói không có chỗ để, hiểu không? Đã nói là tao không có chỗ để rồi. Làm ơn cho cái gì đó nó lên được 2 sao đi. Nhìn hai con goblin đằng trước 1 sao tao ngứa mắt quá luôn á. Mà nó không quyết định là nhất quyết là anh không cho bạn không? Anh nhất quyết là anh không cho lên 2 sao. Không hiểu luôn. Không hiểu luôn. Không hiểu luôn. Đúng kiểu là không hiểu kiểu gì luôn. Ok, thắng thằng này. Ba boy này nó thấp level hơn mình mà anh thua là đúng rồi bạn. Nhưng mà nó có 40 tiền, thằng này chắc cũng đang tích tiền mà lúng quá rồi. Còn có 30 máu mà chưa có 50 tiền nữa, hiệp thứ 16 rồi, trễ rồi. Đáng lẽ là hiệp nó, nếu mà nó gọi là nó bán máu lấy tiền á, đó vậy mới được. À, nó bán máu lấy tiền á thì nó phải bây giờ là phải có 50 tiền từ hồi hiệp 14 hoặc là 15 rồi. 15 là trễ các bạn. Nếu mà tính ra 15 là mình thấy trễ rồi. Đấy. Mẹ cái thuyền trưởng hải quân này mới chất nè. Bây giờ sao đây? Bán mẹ con này luôn đi, con này chúng không có xài đâu. Ôi, lừa quá bạn ơi, lừa. Khó chịu thật sự luôn, bây giờ mình làm cái gì đây? Xấu woman nè, thắng ván này đi, được 4 sách. Thắng ván nữa được 4 sách nữa là được 12 sách rồi, ngon. Win, hay quá bạn ơi. Vậy là có thêm 4 sách. Đấy. Cái hành trình lên level 11 của mình bắt đầu nó ngắn lại rồi đấy. Hợp lý. Chơi là phải có chút xíu gọi là nó có tính toán mà không? Được em. Được. À, được luôn. Nhưng mà cái trứng này thì để im đây nha. À, cái trứng này không xài. Úp con ngựa là dở rồi. Úp con ngựa giờ này đâu có đồ đâu để cho nó bạn. Úp con ngựa là không có đồ. Mà không con ngựa không có đồ thì phế vật. À, nói thẳng vậy luôn cho nó vuông. Phế vật cho nên không thèm úp. Để cái trứng này chút xíu mình úp mấy con sau. À, mấy con sau. Chứ còn con ngựa này à, trừ khi là có đồ thì mới úp được. Chứ còn không toàn chặt luôn. Nó không có gánh được bạn đâu. Nó không có gánh được bạn đâu. Đấy. Ok. Trời, con cây 2 ghê vậy ta. Cây 2 trâu đấy, cây 2 trâu chó nha bạn. Hay, giết được Hunter ngoài sau rồi, đẹp quá. Hồi win, có sách luôn nha bạn. Tính ra là có sách luôn á. Hồi được quá luôn. 11 cuốn rồi bạn, 11 cuốn rồi, lấy human ra. Để goblin trở lại nào. Trời, hai con goblin hồi nãy lấy ra là 1 sao nha. Về vú ép cái lên thành 2 sao rồi. Được bỏ trở lại liền. Human làm chó gì giờ này bạn. Human làm chó gì giờ này. Đủ rồi. Nhiêu đây là đủ rồi. Giờ chờ tới level 10 thôi. Là mình đẩy một phát. Ôi. Được nha. Ôi được quá luôn á chứ. Khá thật sự. Có hai con rồng, có cái trứng nữa. Ôi, đã nha. Úp thì nó lỗ 1 tiền thôi bạn. Úp thì nó lỗ 1 tiền thôi. Suy xét nhưng mà thua ván này. Mẹ thằng Assassin này khỏe dữ vậy. À, cái thằng Trung Quốc này, tao nhớ mặt mày rồi nha thằng chó. À, hay lắm, dám đánh tao. Khốn nạn. 7 máu. Nó 7 trận thắng liên tiếp. What the fuck? Dữ vậy. Tốn tiền nữa, lại tốn tiền nữa. Nhưng mà cái này mình chịu bạn. Tốn này kiểu này mình ưng lắm. Ưng hết sức luôn. Tốn nhưng mà chôn ở ngoài 5 tiền. Nhưng mà ưng liền. Kệ nó. Dù gì mình cũng còn 50 tiền.
À, và đội hình này thì đép được 6 con 2 sao, ôi 7 con 2 sao. À, mà họ đép không được thì thôi luôn. Đép không được thì 20 thì về đi ngủ hết mẹ tụi bay luôn đi nha. Nha. Ôi làm sao đép không được được bạn. Hiệp 20 này nó mạnh đấy. Nó mạnh đấy nhưng mà tính ra mày mạnh thì mày mạnh chứ 5 đánh 1, 7 đánh 1 mà thì mày chơi cái kiểu chó gì được. Ok. Nè mặt nạ mà máu mới chưa. Cho đồ nó không dính dáng gì mẹ gì hết vậy. Bán con này đi. Bán già đi luôn, up 8 là cũng được đó. Nhưng mà thôi để im, già đây mình để gọi là tượng trưng thôi bạn. À mình để tượng trưng thôi. Để lừa á bạn, mình cứ vậy cái dạng là mình để lừa máy. À mình để lừa máy là thằng này nó để con già ở đây làm gì. Máy nó phải suy nghĩ phải không. À cái thằng này nó để con già để làm gì. Rất có thể là nó sẽ chuyển qua đi phép. À cho nên là máy nó sẽ cho ra bộ khác, nó không cho ra bộ phép. Gọi là lừa trong lừa phải không. Dương đông kích tây. Ôi mình giả bộ mình giờ đi phép cái là cho máy nó cho ra goblin chẳng hạn là vô tủ liền, vô tủ trời ơi đóng hộp vậy đó bạn. Ok chưa, thôi toàn mẹ nó rồi, mạnh dữ vậy. Ôi cờ nai mạnh thật sự luôn á thằng này. Eraser này là cái cục gươm đúng không, mày tính tẩy ai vậy? Tính tẩy ai vậy bộ? Giỡn hoài. No, what the fuck? Cái gì vậy bồ? No. What? Hả? Vậy luôn. Ok luôn. Ok luôn, vãi đái thiệt. Vãi đái thật sự luôn. Hay vậy ta? Hay thật sự luôn. Cho bài nó không ăn nhập gì với nhau luôn. Xoay không ra bài luôn. Là sao? Là sao bạn? Chơi bỏ con giữa chợ rồi cho bài đội hình cũng đẹp nè, xong rồi cuối cùng không cho ra nữa luôn. Chuẩn bị toàn tới nơi mẹ luôn, sức mạnh đội hình mình chưa tới, up level sớm như vậy á, nguy hiểm lắm. Tại vì trong lúc mình up level tụi nó xoay bài. À tụi nó xoay bài, nó có bài thì nó giết mình bây giờ để luôn nè. Mình xoay mình up cấp thôi, mình để một con gì vô, mình để con đó đi vô lấy 4 canai thôi chứ cái thật sự cái con heo canai 1 sao đó thì làm được cái chó gì? Không có làm được gì hết. Mình để vô chủ yếu là để có kích bộ thôi. Đúng kiểu là để vô kích bộ thôi đó. Chứ nó là cũng bây giờ mà gặp thằng nào mà nó có đủ lực là nó vả mình chết luôn. Thì đương nhiên là con rồng, bây giờ con rồng này không có biến liền được. Là thua rồi, con rồng này bỏ qua đi. Ba goblin là không có đam rồi đó. Thôi bạn nghĩ đam ở đâu ra. Team này đam ở đâu ra. Trâu thì có đó, chứ đam thì đéo. Ok, nói vậy cho nó dễ hiểu. Trâu thì có đó, nhưng mà đam thì không. Đam thì không. Rồng biến được thì nói chung là cũng tạm, nếu mình sợ là con rồng nó biến không được luôn á chứ. Gặp con tabu hay là theo kiểu mà cái con mà hút mana đó, con sao devoured đó là xong luôn. Bất tiêu con rồng luôn. Con rồng đi bộ, gà đi bộ ta còn ăn được chứ rồng mà đi bộ thua. Con rồng mà đi bộ thua không ai ăn hết. Rồng mà bây giờ mà thấy con rồng mà nó đi giữa đường ông cố ai dám bắt lại ăn, mày điên à. Điên à, mày chạy tuột của mẹ nó quần luôn. Ok. Ui vậy mà vẫn nằm ở nhì bảng. Mình đúng kiểu là đĩa luôn bạn. Khó chết vãi đái luôn, mình đúng kiểu đĩa luôn á. Dài vậy, bấu víu cái bảng xếp hạng chất chơi thật sự. Mà nãy giờ mình thua. Nhưng mà mình thua không có nhiều máu, phải không? À cái đó là cái tại sao mình còn nằm ở vị trí này. Mà bây giờ từ cái hiệp này trở đi mà thua là hiệp nào hiệp nấy không có ít máu đâu nha. Thua một phát là 10 máu không á. À, tại vì bây giờ đội hình mình yếu mà. Đội hình bạn kêu mạnh, bạn nói thẳng với bạn luôn là mình lấy đội hình 1 sao giết chết đội hình này được. Tại anh không có ăn khớp mà. Ôi what the fuck, rồng nữa hả? À? Chết mẹ rồi. Không đủ up cấp luôn nè, mới nhục tôi nè. Hiệp 25, thôi kệ. Hiệp 25 thôi kệ, không đủ up cấp thì lên 8 chắc đép đủ à. Đội hình này nhìn thì nó mạnh đó, nhưng mà nó biết sao nó thiếu một chút xíu logistic đó. Kiểu như là nó thiếu cái đầu vào quá. Con rồng không biến được. Con Ugly Granite không có đam. Con ngựa thì chưa có đồ. À còn ba goblin á thì ba goblin gì? Bây giờ 6 goblin mà không có bơm giai đoạn này cũng thua nữa chứ đừng nói chi là
nếu mà 6 Goblin có Venom xanh có đồ thì còn có gánh được, chứ còn mà 6 Goblin với dạng mà lèo tèo ha, chấp luôn giai đoạn này chết liền, tại vì thiếu đam. Mà nó rồi giai đoạn Goblin giai đoạn đầu chơi dễ, giai đoạn giữa game là giai đoạn rất quan trọng, phải cố gắng survive, sống sót qua giai đoạn đó thì anh em mới tiến tới giai đoạn cuối được, chứ còn không thì chết ngay giai đoạn đó thì thôi, xong tàn cuộc. Bây giờ lấy 6 Goblin hay là sao đây? Bây giờ 6 Goblin là có đủ ấy, 6 Goblin có đủ ấy. Bây giờ lấy 6 Goblin thì bỏ chó ra, bỏ Agali ra, không, chưa đủ. Vậy là 6 Goblin không có được, cái này mà lấy 6 Goblin không có đam. Con Venom còn chưa có đam mà, không được, mình lấy này gặp thằng phép nó rồi nhục tôi này chứ. Gặp ngay thằng phép nó tim không có cái phép, ôi ăn cức rồi bạn ơi. Ôi thấy vậy mà ăn nha. Ồ hay thật sự. Có nhiều khi mình tưởng ăn rồi mà nó lại thua. Ôi phải đái. Cho hai ông già với God of Thunder chung. Bài này mà đi phép là chạy đâu? Bài này đi phép là chạy đâu con sâu. Ôi mà nó lại không cho bài phép mới nhục. Mồi cái chó gì cút mẹ mày đi. Mồi, bạn thấy nó mồi, thấy ghét không? Đã không có chỗ để, ở trong đây ta kính mẹ nó chỗ hết rồi. Sao nó mồi ra con này đó, vậy nó giờ sao? Cay vãi luôn á. Cay vãi. Thằng này 6 Grenade hồi nãy đúng không à? Đúng rồi. 6 Grenade dùng gốc, này ghê thật sự luôn. Để chơi cục xúc vậy, 6 Grenade đã dùng gốc, ai chơi mày? Ai chơi mày? Sáu bữa nay còn dồn gốc, dồn gốc. Ôi ơi. Thằng này nó có chuỗi thắng là đúng rồi, đội hình nó mạnh quá mà. Nó không có chuỗi thắng là đúng rồi bạn. Mình thấy không, giai đoạn này là mình bị xèo liền. Bây giờ mà xoay á, thì nó lỡ cỡ, tại vì bây giờ người ta up 10 nè. Bây giờ mình xoay thì nó lỡ cỡ, mà mình up 10 để mình lên level 11 luôn cũng được. Hay là xoay mấy hiệp ta? Chà, quyết định khó đó, tại vì đội hình nó hơi nát. Xoay thì nó ra bài. Chắc là xoay, hiệp sau hết hiệp này xoay mấy cái cái đã. Xoay mồi mấy cái thử coi nó có cái hiệu ứng là nó ra cái gì không. Nếu mà thấy cái màu nó ra bài á thì mình xoay tiếp, còn không thì mình up cấp nha bạn. Chứ giai đoạn này thua nè, không có bắn được, mình bảo đảm với bạn luôn. Không thể nào chơi được. Bạn thấy không? Làm sao win được? Lấy cái gì bạn win người ta, đam bạn cũng có mà tăng bạn giờ này là bạn đâu có đủ tăng đâu. Có 6 Goblin đâu tăng. Bây giờ để 6 Goblin vô con không có đam để win thì tiến thoái lưỡng nan, úp con mẹ nó cắp luôn. Rồi đó, chơi luôn. Mày bị giỡn mặt hả? Mẹ thua phát đó, đầu ngứa rồi đó. Thua phát nó hơi ngứa rồi nha bồ. Mẹ ơi, xấu còn ai à. Khổ. Để này vô lấy 6 Grenade thôi. Ê chết rồi. Cái what the fuck gì vậy trời, quên nữa, lấy con heo Grenade ra làm sao lấy 6 Grenade được. Điên à. Trời ơi, sai lầm của tôi rồi. Sai lầm rồi bạn ơi, nhưng mà không, hiệp này hiệp 29, hiệp sau xoay luôn. Level 11 của bạn xoay luôn. Chứ bài này giờ không thắng được, giờ không có đưa một cái gì vô mà thắng được hết. Kể cả 6 Goblin luôn cũng không thắng nổi. Đam ở đâu bạn giết cái đội hình Knight này bây giờ? 5 máu. Có vẻ như hơi quá rồi đó. Có vẻ như mày làm hơi bị quá rồi đó. Quá lố rồi đó bạn. Từ từ nào. Tao chưa muốn chết, để im đó. Chúng ta giải quyết vấn đề nè bạn. Chơi game là phải bình tĩnh bạn không? Chơi game là phải bình tĩnh. Không có nôn. Oh my god, no. Cái chó gì nữa vậy trời? Đồ ngựa vãi đái. Ôi. Cái gì nữa vậy? Rồng à, rồng ba. Ôi. Nghe điên quá bạn. Rồng ba nghe bệnh hoạn thật sự luôn. Ok. Trời ơi, rớt cái tinh thạch tinh lực.
Hiệp 31 nha. Sâu đương nhiên là bạn biết rồi đó, mình nói rồi, sâu quái hai hiệp. Ôi trời đất rồi, cút. Ở đây rồi. Đây rồi. Bà già gân đây rồi bạn ơi. Bán con này luôn. Bán con này luôn, để vô, bán chó đi nè, để bơm vô, đó. Để Venom vô, là 6 goblin, 6 canai. Ok, bắt đầu quật khởi nè. Bây giờ chúng ta không có gọi là nhẹ nhàng, nhẹ tay với mấy thằng team địch này nữa. Bây giờ chúng ta mạnh tay. Mạnh tay luôn. 6 canai, 6 goblin đâu phải yếu bạn. Nè. Nên nhớ không yếu nha. Đây mua con rồng luôn. Đây. Bắn nào. Bà già gân, bắn. Bắn. Ôi được, win luôn. Khá thật sự nhỉ. Mày xoay hết tiền luôn cũng được. Bây giờ không còn làm cái gì khác các bạn, chắc là xoay thôi. Thôi xong rồi. Cái này là thời tới cản nổi bạn ơi. Đưa hết đồ qua cho con bà già gân luôn. Bắn chết mẹ tụi nó đi. Nó vậy đi cho nó dễ hiểu. Bắn chết con cụ nó đi. Trời ơi, đưa hết đồ qua. Lấy hết đồ ra, ép luôn cái thạch chùy luôn, lấy cái gậy gai luôn. Mình chơi là phải chất bạn nè. Nè, coi nè. Cho bạn xem nha. Bạn nào mà nói con này yếu đây, vô đây cho mình nói cho bạn nghe. Yếu nè, yếu không? Yếu đi, yếu đi, yếu không? Nè, 6.000 đam, mới có cái anh tiêu nha. Mới có cái anh tiêu mà đồ này là chưa phải đồ chí nha. Đồ này là mới là đồ rác thôi đó. Đồ này là rác thôi đó, chưa phải đồ chí nha. Đấy, bên này mà thêm đồ chí nữa thì thôi luôn. Nè, bắn nè. Bắn, đầu lắm. Ghiền liền, nói thẳng luôn, nhìn mà không ghiền nữa thì thôi. Sảm hồn liền, ôi thôi. Quá đáng. Rồng này rồng gì đây? Rồng lừa. Không biết lên được rồng 3, nhưng mà có rồng 3 đi nữa, rồng đâu có biến được đâu bạn. Nó chờ chỉ có đưa mana năng cho nó thôi, mà đưa mana năng cho con rồng, mana năng đâu đưa. Hết rồi mana năng rồi, không còn mana năng nữa hết. Nè, bây giờ dựa hết tất cả vô bà già gân. Canon Renny. Đây. Bắn. Ui. Bắn kiểu này thì đái mẹ trong quần luôn á. Đoán kiểu này thì đái mẹ trong quần luôn. Kinh khủng thật sự. Có quá không ta? Được thật sự luôn. Phải cỡ này mới được bạn, nào. Nào, muôn vàng khó khăn vậy còn hơn thay Tây Thiên Thỉnh Kinh nữa. Xong rồi cuối cùng cũng tới rồi. Bà giờ gần 2 sao, hôm nay chưa có cái trận nào mà nó gánh đúng không? Đưa cho nó gánh thử cho anh em xem thử lần cho biết. Cho nó gánh thử để cho anh em biết thế nào là lễ độ, anh em chơi yếu đi. Nói con 5 tiền này thì ôi nè. Bắn. Ôi. Chất quá luôn, vãi đái. Cái gì vậy trời, bắn kìa. Ôi. Thôi, xong rồi. Cái thằng Di Chúc cái đồ này là nó muốn tụi kia chết. Rồi mặt nạ đỏ nữa thì. Mặt nạ vàng nha, quên, không có mặt nạ đỏ. Mặt nạ vàng nha. Thôi xong rồi. Trời ơi, còn máy bay, máy bụng gì giờ này nữa bạn ơi. Ôi, khủng khiếp chưa bạn. Bạn thấy khủng khiếp chưa? 5 tiền nó có cái giá của 5 tiền bạn. Nhìn nó lèo tèo vậy thôi, đưa đồ cho nó coi, nó bắn cho cả nhà ra đường không? Nó bắn cho cả nhà ra đường, bắn lũng như cái mùng luôn. Bắn lũng như cái mùng luôn. Đừng đùa. Ôi ơi, trời ơi, xong rồi. Cái cửa thắng sáng quá ta. Cái cửa thắng sáng quá. Ôi gậy gỗ, ôi, lại nữa. Mẹ rìu long quyết nhưng mà thôi. Lấy đao quỷ đi. Ép cái gậy như ý, mẹ bà già thành tề thiên luôn. Cho bà già thành tề thiên luôn.
ép cái gậy như ý luôn, đúng rồi, uốc cái gậy như ý luôn, để thêm tóc đánh vô nữa. 300 đam, 0.7 tóc đánh, một cái trường thương rồng với một cái gậy như ý thì chưa, chưa ghê. À, chưa ghê. Ghê gì đâu. Đâu. Cái anh tiêu của nó mới kinh khủng. Anh tiêu nó lại có cái option của gậy trường thương rồng nữa. Ôi, nó bắn thì thôi luôn. Khỏi đỡ. À, nó bắn khỏi đỡ nè. Bắn như vậy thì đỡ kiểu gì được nè. Đỡ bắn nè. Bắn nè. Đỡ kiểu gì được nè. Đỡ kiểu gì được. Hả? Ôi, vậy thì đỡ kiểu gì được. Phải cỡ này mới được chứ, phải cỡ này mới được chứ. Ôi ôi. Ô. Ô, hơi quá. Quá hớp thật sự. Ấy, còn thằng đầu bảng nó 36 máu. Được. Chúng ta chơi. Vậy mới thể hiện được hết sức mạnh của bà già gân bạn Canon Renny. À, Canon Renny là sao? Canon là cái canon là cái súng đại pháo là anh em biết rồi. Còn Renny là sao? Renny theo kiểu gọi vui của Renpa là Renma đó. À, bà ngoại có cái súng canon canon Renma đó. Bà này 90 tuổi nha. À, tại mình thấy bữa hổm coi cái info của bà này ở trên nhà phát hành cung cấp là 90 cộng. Không biết 90 cộng là cộng mấy thì không biết, nhưng mà tóm lại là chưa tới 100. Tầm 91 tới 99 á, nó nằm ở đó đó. Được luôn, lên 2 sao luôn. Rồi bây giờ thì mấy con còn lại thôi, chủ bơm 2 thôi. Chứ con rồng 3 này thì không có tác dụng ơi. Con rồng 3 này không có tác dụng, như bây giờ tôi đố bạn bên kia làm sao mà giết được con Canon Renny này của mình. Và nghĩ đi, giờ lấy Doom đi. À, Doom đi, Doom nó bắn tay không cũng chết nữa, tại vì nó rất là trâu. Tại vì con này là một trong những cái con mà nó không phải theo kiểu là carry mà yếu máu nha. Bạn nhìn ống máu của nó thì không hề yếu nha. Con này là một trong những con carry mà tăng cơ. À, carry tăng cơ, vừa có đam vừa có tăng. Cho nên bạn nhất không phải bạn giết hết đối phương là bạn có thể giết được nó đâu. Chắc chắn với bạn luôn. Câm lặng của nó không thành vấn đề, tại vì nó có thể điêu đam được nè. Mình bỏ thêm một cái nữa nè. À, mình bỏ thêm một cái này nữa vô nè, vậy nó mới chơi, nó mới chất nè. Đó, lấy cái này ra, bỏ cái này vô đó, rồi đưa cái giáp này cho này, đưa cái giáp này cho con đó luôn. Đúng rồi, tăng giáp lên cũng được luôn. Rồi bắt đầu là đưa hết đồ cho rồng luôn. À, đưa hết đồ cho rồng luôn. Đó, đưa hết đồ cho rồng luôn. Mấy tóc đánh này thì ôi Canon lên đây thiếu. À, bên mình không có warlock cho nên mình cho nó cái mặt nạ đi. Nhưng mặc dù nó có cái mặt nạ vàng là thôi kệ, nhưng mà lấy cái mặt nạ đỏ thôi tiếp cũng được, không sao. Hơi quá rồi đó. Ô, cái này mới ghê nè, cái này mới quá đáng nè. Trời ơi, bắn như vậy rồi mà còn chơi bơm 2 nữa thì ôi win rồi bạn ơi, cửa win nó sáng quá. Bắn nè. Trời ơi, tội nghiệp con rồng chưa. Bắn con rồng kiểu đó thì bay làm gì nổi bạn. Con rồng đó giờ đi bộ còn không nổi chứ đừng nói chi là bay. Bắn con rồng gãy cánh mẹ luôn. Khủng khiếp thiệt. Tàn nhẫn hết sức có thể luôn. Mẹ con rồng mà bắn bằng canon, bắn vô người, bắn bùm 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 như vậy thì thôi. Cha con rồng chịu không nổi chứ đừng nói chi con rồng đó. Ghê không? Ủa, phải không? Bạn nói yếu không? Mà mình đặc biệt thích là sao? Nó vừa có đam mà vừa có tăng. Tăng rất tăng nha. Bạn khi bạn chết hết á, mình con Canon Renny này bạn không sợ chết. Tại vì nó trâu quá. Nó có thể điêu đam được. Bạn chỉ cần giống như mình có cái mặt nạ vàng như vậy đi. À, mình có cái mặt nạ vàng như vậy đi. Trời. Nó bắn một phát 15.000 đam kìa. What the fuck dữ vậy. Lại bắn quái luôn, đúng kiểu là bắn quái luôn. Trời, nhất cái đầu thêm mảnh lên này nữa. Cái búa đi. À, lên cái búa đi, đúng rồi. Rồi bây giờ là ép cái này luôn. Lên đồ này cuối luôn, cho bà già luôn. Đúng rồi, cho bà già gân luôn. Rồi đó, này để đồ cho rồng, xong. Xoay nè. Cái này chắc rồng 3 thiệt các bạn. Cái này chắc rồng 3 thiệt. À, không có thôi.
Không có thôi bồ, mình không ngại đâu. Bên kia nó cũng có rồng mà, bên kia nó cũng có rồng mà. Bây giờ mình giữ hết rồng bên đây là mình gọi là sao, khắc chế là được rồi. Ra bắn nè. Ôi. Bắn cỡ này thì ôi giờ chấp rồi, giờ con rồng này vô chơi không? Con rồng này vô tao mày chơi. Chơi. So sánh cái kiểu gì được bạn? So sánh cái kiểu gì được? Ờ. Giống như gọi là cái Piccolo với lại Gattuso vậy đó bạn. Gattuso thường hay nói là đừng bao giờ so sánh tao với Piccolo. Tại biết sao? Tại vì bởi vì đừng bao giờ so sánh cức với lại sô-cô-la. Đấy, đừng bao giờ so sánh như vậy. Mẹ con rồng đúng kiểu là giờ Canon Randy nó đứng ở đây nè, thì con rồng 4 tiền đó là cức. Quá yếu, không có so sánh được. Không có so sánh được nè. Bây giờ con rồng 3 luôn mới ghê nè. Ôi nè nè. Nè nè, con Canon Randy nó bắn nè. Còn cái gì để nói nữa trời. Nè nè, bắn nè. Nè, chấp hết luôn. Chấp hết luôn. Ôi. Hóa ra giật chết luôn rồi. Ghê vậy. Rồng 3 luôn mới ghê. Đội hình chơi lúc đầu chơi có vẻ hơi lẹt đẹt luôn. Quốc phát lên được Canon Randy 2, bơm 2, rồng 3. Toàn là mấy thứ mắc tiền không chứ. Đúng kiểu là con nhà lính mà tính nhà quan luôn. Mẹ xài tiền như nước. Mà cũng hên là mình làm kinh tế cũng tốt quá nha. Mình làm kinh tế giữa game cũng tốt quá, là mình chấp nhận bán máu lấy tiền á, giữ tiền á. Chứ không là toan mẹ rồi. Cũng hay thiệt. Phải nói đúng kiểu là mình cũng nghi nghi là phải chơi tới về cuối rồi đó. Mình cũng chơi về, mình cũng nghi nghi mà mình chơi về cuối rồi. Cho nên mình giữa game mình giữ tiền. Rồi giữa game giữ tiền. Chứ không giữ tiền pha đó thua mẹ rồi. Ôi. Pha xây Canon Rennie, bạn nhớ xây pha nông Canon Rennie không? Xây 2 tiền, còn 2 tiền là mua được Canon. Đúng chưa? Hên đó là mình giữ tiền giai đoạn giữa game á, thì mới giai đoạn cuối game mới có tiền xoay tới mức đó để ra. Bây giờ muốn thắng nhanh không? Bây giờ bạn muốn thắng nhanh không? Tại nãy giờ mình để con Canon Rennie bên đây cho nó bắn cho nó đẹp thôi. Nè, muốn thắng nhanh không? Giờ di chuyển con Canon Rennie ra coi cái chỗ này. Đó. Nó bắn con rồng bên kia hỏng tét đít nữa thì thôi luôn. À, tại hồi nãy giờ gọi là giao tranh cuối cho nó đẹp mắt thôi. Ô. Mẹ. Ô. What? Really? Really? Con nè 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 nè, coi nè, con rồng nó núp nha. Con rồng núp này mày đứng im đó chờ tao nè. Bắn con rồng không tét đít thì thôi luôn, bơm nổ chết luôn mới ghê, mới thú vị. Thua luôn, không chịu nổi luôn. Được thật sự luôn. Ôi, coi nó bắn đã mắt dễ sợ luôn bạn. Vậy mới là chơi mà, đúng vậy nó kêu ra tướng nó mới hay. Ok, anh em đang xem nó lại cho mình một like, một đăng ký, một channel mình nè. Cảm ơn mọi người. Nhớ comment bên dưới, anh em sẽ được thả tim. Rồi chào mọi người.